Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu nguyên tắc mà tài liệu có ghi lại cho chúng ta. Hội thánh được sinh ra trong sự phục hưng, được bảo tồn qua sự phục hưng, và không có sự phục hưng hội thánh của Chúa chết. Vì đây là một cái chu kỳ mà chúng ta thấy thường xảy ra. Vì con người chúng ta rất dễ buông tay Chúa. Chúng ta được phước của Chúa, được ơn của Ngài rồi thì khi chúng ta kêu cầu danh Chúa, chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa, chúng ta gần gũi Chúa thì sức sống của Chúa tuôn tràn, không một gì có thể cản bước chúng ta được. Nhưng mà rồi thì tình yêu ban đầu đó bị phai mờ, bị nhạt đi, thì chúng ta thấy rằng hội thánh lại sa vào trong tình trạng yếu đuối, ngủ lạnh và bội đạo. Cho nên chúng ta phải luôn đeo đuổi và xin Chúa Ngài cho chúng ta trải nghiệm được cũng như duy trì được sự phục hưng ở trong đời sống của chúng ta. Cơn phục hưng thứ năm mà chúng ta đang theo học hỏi ở trong công vụ của sứ đồ, thì chúng ta thấy lần đầu tiên thì hội thánh của Chúa đã được khai sinh và được phước của Chúa một cách đặc biệt. Phục hưng thứ hai chúng ta thấy bày tỏ ra trong công vụ chương 4. Thế nào hội thánh của Chúa khi đối diện với sự thách thức bắt bớ, hội thánh đã không lùi bước, cũng không tránh né, nhưng mà xin Chúa Ngài ban ơn tay mạnh sức của Ngài ở cùng để họ có thể tiếp tục rao giảng đạo của Chúa một cách giản dị, và Chúa Ngài đã ban phước cho. Thế qua chương 8 của công vụ sứ đồ, chúng ta thấy những người bị tản lạc, đi đến đâu thì họ rao giảng tin lành của Chúa. Philip cũng vậy, khi ông đến thành Samari thì ông đã giảng đến Christ và làm những dấu kỳ phép lạ ở tại đó, khiến cho cả thành vui mừng trở lại cùng Chúa. Và chúng ta thấy luôn cả một thuật sĩ cũng đã trở lại tin nhận Chúa. Tuần rồi chúng ta được nhắc nhở ở trong cuộc phục hưng thứ tư, Chúa Ngài ban phước, Ngài dẫn dắt để chúng ta thấy bởi ơn của Ngài ban cho mà người chết được gọi sống lại, người bại được đi, và chúng ta thấy gia đình của cậu này đã được Chúa Ngài ban phước để kinh nghiệm được Chúa Ngài tuôn đổ Thánh Linh của Ngài ở trên họ. Mặc dù họ chưa được bắp tem nước, họ chỉ mới nghe đạo của Chúa thôi. Trong lúc đang nghe, Phi-rơ đang rao giảng thì chúng ta thấy Thánh Linh đã giáng xuống ở trên họ. Đây là một phước hạnh mà chúng ta cũng thấy được mà mô hình của sự phục hưng, của sự vận hành của Chúa đó thì luôn luôn tùy thuộc vào Chúa. Chúng ta có thấy một số những cái mô hình, nhưng mà chúng ta không thể nào lên công thức Đức Chúa Trời được. Ngài được tự do hành động. Và hôm nay thì chúng ta cùng xem ở trong công vụ chương 19 nói đến cuộc phục hưng mà chúng ta theo thứ tự thì chúng ta tin rằng đây là cuộc phục hưng thứ năm theo như tân ước, theo như công vụ các sứ đồ. Sứ giả của cuộc phục hưng này chúng ta biết rằng đó là sứ đồ Phaolô. Chúa Ngài làm việc một cách rất là đặc biệt qua cuộc đời của ông. Thì chúng ta lùi lại với công vụ chương 18 từ câu 19 cho đến câu số 21 thì chúng ta thấy rằng Phaolô ông đi theo sự dẫn dắt của Chúa và ông tận dụng thời gian của mình, không phí thời giờ cho những con người gọi là chỉ tranh cãi khi học kinh thánh, thay vì đón nhận lời của Chúa. Chương 18 từ câu 19 cho đến câu số 21. Khi họ đến Ephesô, Phaolô chia tay các bạn mình rồi vào nhà hội biện luận với người Do Thái. Họ mời ông ở lại một thời gian nữa, nhưng ông từ chối. Ông giả từ họ và nói: nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại bên em. Rồi ông xuống tàu rời Ephesô. Chúng ta thấy ở tại đây một cái nguyên tắc khác mà chúng ta cần nhắc nhở chính mình luôn. Nếu cần thì chúng ta biện giải về tin lành của Chúa, về quyền năng của Chúa, lời của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đa số nó không có giá trị. Bởi vì khi chúng ta biện luận thì cái người mà thua cái tài biện luận của chúng ta đó, họ ấm ức thì họ cũng sẽ không có phục đâu. Họ cũng sẽ tìm cách để bẻ bát, cũng như là thua keo này thì họ bài keo khác. Nó không đem đến kết quả. Sứ đồ Phaolô tại đây, lời của Chúa cho chúng ta thấy cái hành động của ông cũng dựa trên nguyên tắc đó. Ông thấy rằng những người này chỉ nhằm mục đích hợp lại là chỉ để biện luận thôi. Thì ông đã bỏ rời chỗ đó. Rồi chúng ta thấy lúc bây giờ thì Chúa cho có một người tên là Apollo. Ông là một người dạy lời của Chúa một cách rất là kỹ. Nhưng mà ông chỉ mới biết tới chức vụ của Giăng Baptist là người dọn đường cho Chúa mà thôi. Ông không biết hết những gì đã xảy ra. Thì chúng ta thấy rằng có một chức vụ khác đã giúp đỡ cho ông.
trong Công vụ chương 18 từ câu 24 cho đến câu số 28. Bây giờ có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, đến Epheso. Ông có tài hùng biện và am hiểu Kinh Thánh. Ông đã học đạo Chúa, có tinh thần sốt sắng rao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về Đức Chúa Giê-xu, mặc dù ông chỉ biết bắp tem của dân mà thôi. Ông bắt đầu giảng một cách giản dị trong nhà hội. Khi Persin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà, giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông kỹ càng hơn. Khi Apollo muốn đi qua xứ Achai, anh em khích lệ ông và viết thư dặn các môn đồ phải tiếp đãi ông tử tế. Khi đến nơi, ông giúp đỡ rất nhiều cho những người đã nhờ ân điển mà tin Chúa. Ông đã công khai phản bác người Do Thái một cách mạnh mẽ, dùng Kinh Thánh minh chứng rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ. Chúng ta thấy ở đây cũng có một cái nhu cầu rất là quan trọng. Chúng ta không thể nào học Kinh Thánh một mình, vì chúng ta có thể hiểu theo như cái thiển cận của mình mà thôi. Chúng ta cần có những anh chị em khác, những người có thể giúp đỡ cho chúng ta để sự hiểu biết chúng ta về lời của Chúa đó nó quân bình và nó là chính xác càng hơn ở trong ơn của Chúa. Cho nên Kinh Thánh thường dùng hình ảnh là người ta họp lại với nhau để cầu nguyện, để học lời của Chúa. Khi chúng ta tự cao tự đại và chúng ta nghĩ rằng mình không cần ai dạy dỗ mình hết, thì rất là dễ để chúng ta bị rơi vào trong tình trạng như trong trường hợp của Apollo tại đây. Nếu không có Persin và Aquila đến để giúp đỡ, thì chúng ta thấy rằng ông chỉ có thể giảng, mặc dù nói về Chúa Jesus Christ như là một đấng Messiah theo những cái nhìn và hiểu của ông ở tại Cựu Ước, thì chúng ta thấy ông đã được Persin và Aquila mang ông về nhà, đào tạo một cách cá nhân, giải thích cho ông, giải nghĩa đạo của Đức Chúa Trời cho ông một cách kỹ càng hơn. Nhờ đó mà ông được hiệu quả càng hơn ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa ngài ban phước chúng ta nắm giữ cái điều đó, để khi chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta cũng như đời sống của chúng ta trong phần cầu nguyện, để Chúa cho chúng ta sẽ vì hiểu được nguyên tắc này, chúng ta cầu nguyện để Chúa cho có những con người trong hội thánh và hội thánh của Chúa VBC Houston sẽ là hội thánh ham học hiếu học. Bởi vì nếu chúng ta không có tinh thần chịu học hỏi, thì sự hiểu biết về Chúa và lời của Chúa của chúng ta nó rất là cạn cợt, và có thể nó không có đủ nền móng để có thể chúng ta được phước và chúng ta có thể xây dựng cho những người xung quanh của chúng ta. Và nếu chúng ta không vững, làm sao chúng ta có thể xây dựng cho người khác? Và cảm ơn Chúa Apollo đã có cái kết quả như vậy khi ông được Persin và Aquila giúp đỡ càng hơn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta đến với Công vụ chương 19. Thì chúng ta thấy ở đây Phaolô ông trở lại thành Epheso. Khi trong khi Apollo ở Corinto, thì Phaolô đi đường xuyên nội địa đến Epheso, gặp một số môn đồ ở đó. Ông hỏi họ: từ khi tin anh em đã nhận Đức Thánh Linh chưa? Họ trả lời: chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả. Ông lại hỏi: vậy anh em đã nhận báp tem nào? Họ đáp: báp tem của Giăng. Phaolô nói: Giăng đã làm báp tem về sự ăn năn tội, bảo dân chúng phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu. Như vậy họ nhận báp tem nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu. Khi Phaolô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ. Họ nói tiếng lạ và lời tiên tri, tổng cộng khoảng 12 người. Điều này cũng là một quan tâm mà chúng ta thấy rằng Phaolô và Giăng đã làm. Khi nghe tin đạo của Chúa đã bùng nổ ra ở tại thành Samari, thì khi các sứ đồ tại Jerusalem sai Phi-rơ và Giăng đến nơi, họ cũng đi tìm cái điều này, xem anh em đã nhận được Đức Thánh Linh chưa, Đức Thánh Linh có giáng xuống trên họ chưa. Ở tại đây chúng ta thấy trong chương 19 Phaolô cũng tìm điều này, bởi vì tôi tin một cách rất là chắc chắn nơi lời của Đức Chúa Trời, đó là báp têm Đức Thánh Linh hay là nhận sự giáng đổ của Đức Thánh Linh ở trên cuộc đời của một người là điều không thể thiếu. Cho nên các sứ đồ tìm cho bằng được. Và khi thấy anh em của mình chưa kinh nghiệm thì họ đã giúp đỡ. Và chúng ta thấy ở đây có một sự khác biệt, đó là đối với chúng ta là những người tin, khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống, thì Thánh Linh của Chúa ngay lúc đó có thể đến ở bên trong chúng ta để tái sinh chúng ta, để kết quả trái của Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Rồi Ngài ở cùng để dẫn dắt chúng ta, để dạy dỗ chúng ta. Nhưng mà có điều mà Cha hứa ở trong sách Gioan chương 2, và Chúa Giê-xu nhắc lại trong Công vụ chương 1 câu 4 câu 5 và câu số 8, thì chúng ta thấy rằng một kinh nghiệm khác hơn
một cái kinh nghiệm được Đức Thánh Linh giáng đổ xuống một cách đầy dạy trên họ. Và cái dấu hiệu mà chúng ta thấy, luôn được tìm thấy, đó là họ nói tiếng lạ và nói lời tiên tri. Họ nói một thứ ngôn ngữ họ chưa bao giờ học. Và cái sau đó thì chúng ta thấy cặp theo, đó là họ nói tiên tri. Thì đúng như lời của Joel đã báo trước khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho ông để viết cho dân sự của Chúa, thì chúng ta thấy rằng con trai, con gái của chúng ta hết thảy đều sẽ nói tiên tri. Khi nhận điều cha hứa thì đây là một trong những cái kết quả mà chúng ta thấy luôn cặp theo. Rồi chúng ta thấy Chúa Ngài cũng bảo với các môn đồ của Ngài, người tin thì sẽ được các dấu lạ này, và một trong các dấu lạ là họ sẽ lấy tiếng mới mà nói. Thế là chúng ta thấy ở tại đây, đây là vấn đề ưu tiên quan tâm hàng đầu của các sứ đồ. Thì chúng ta cầu nguyện để hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ trở lại với nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đọc lời của Chúa, công vụ các sứ đồ, cũng như chính lời của Chúa Giêsu Ngài nói đó, mô tả cho chúng ta thấy nếu không có Thánh Linh, nếu không có sự tuôn đổ của quyền năng Đức Thánh Linh, chúng ta không thể làm một nhân chứng hiệu quả cho Chúa được. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ được mặc lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta. Nếu đây là điều ưu tiên đối với Đức Chúa Trời, Ngài phải dùng tiên tri Joel để báo trước gần 700 năm trước khi Chúa Giêsu Ngài giáng sinh làm người và hội thánh của Chúa được thành lập. Thì đối với Chúa đây là điều không thể thiếu được. Và Ngài đã lên kế hoạch để báo trước, có nghĩa là Ngài muốn con dân của Chúa có sự mong đợi. Để xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta, buổi tối hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho để con cái của Chúa trong hội thánh ngày hôm nay, VBC Hiếu Sinh của chúng ta nói riêng, hội thánh của Chúa chung, thì sẽ kinh nghiệm được phước hạnh này. Tôi đeo đuổi và cầu nguyện cũng như là giảng dạy để dọn đường, xin Chúa cho có 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta là những người được bắt tem trong Đức Thánh Linh. Đối với tôi đây là việc nó đem lại cái hiệu quả, nó đem lại quyền năng của Chúa trong đời của hội thánh đầu tiên, của các sứ đồ, và tôi cũng kinh nghiệm điều này. Cho nên tôi đeo đuổi và kêu gọi anh chị em chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho hết thảy anh chị em trong hội thánh của Chúa ở tại hội thánh địa phương của chúng ta cũng như hội thánh chung. Vì cho đến giờ phút này còn nhiều nơi đã bị mắc mưu của Satan. Nó biết cái bắp tem trong Đức Thánh Linh đem lại quyền năng rất lớn, và con cái của Chúa sẽ trở nên mối đeo dọa cho nó. Cho nên nó chụp mũ cái phước hạnh mà Chúa ban, điều cha hứa, điều mà Chúa Giêsu Ngài đã nói, dân bắp tem cho các người bằng nước nhưng trong ít ngày các người sẽ được bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Để mà có những người họ đứng tại tòa giảng, họ giảng ngược lại hết tất cả như rồi. Thì chúng ta biết rằng Satan tìm đủ mọi cách để ngăn trở con cái của Chúa bước vào trong phước hạnh này. Thì xin Chúa nghe ban ơn để chúng ta cũng sẽ có một cái tấm lòng quan tâm như Phi-rơ và dân như Phao-lô tại đây. Chúng ta thấy khi ông đến Ê-phê-sô lần này thì ông đặt cái câu hỏi này, mà đó là điều đầu tiên ông nêu ra với họ. Thì như vậy nó phải là việc rất là ưu tiên đối với sứ đồ Phao-lô, phải không anh em? Amen. Ông hỏi từ khi anh em tin đã nhận được Đức Thánh Linh chưa? Câu trả lời của họ là cũng chưa có nghe nói về Đức Thánh Linh nào. Thì ông hiểu rồi, bởi vì họ đã chỉ tin đến cái chỗ dừng lại của Giăng Baptist, là người đã nói ta không xứng đáng để mở dây dài của Ngài. Ngài chính là đấng sẽ đến làm bắp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Cho nên tại đây chúng ta thấy Apollo rồi 12 môn đồ tại Ê-phê-sô, họ được ảnh hưởng bởi chức vụ của Giăng Baptist, tức là họ có nhận bắp tem ăn năn để được tha tội được, nhưng mà đi xa hơn để sẵn sàng để đón nhận chức vụ của Đức Giêsu Christ và đấng mà Giăng giới thiệu. Có 2 công tác: Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi thế gian đi, nhờ đó mà chúng ta được cứu. Rồi ông giới thiệu cho dân chúng trong lúc bây giờ đã kéo đến để nghe ông giảng dạy. Ngài sẽ là đấng làm bắp tem cho các người, Ngài là baptizer, Ngài là đấng làm bắp tem bằng Đức Thánh Linh cho các người. Thì chúng ta thấy chúng ta nhận 2 công tác này của Chúa, được cứu và được đầy dạy Đức Thánh Linh, được bắp tem Đức Thánh Linh, thì mới khiến cho đời sống chúng ta hiệu quả được. Sứ đồ Phao-lô ông quan tâm đến điều này. Và chúng ta để ý đến khi ông thấy được cái thiếu sót của họ, ông đã giúp đỡ để hoàn chỉnh đức tin, để họ tin nơi Chúa và chịu bắp tem nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy rằng họ bây giờ họ đủ điều kiện, và Phao-lô đã đặt tay lên thì Đức Thánh Linh đã giáng trên họ.
khiến cho họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. Tổng cộng có 12 người. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà đây cũng là một cái thống kê, một con số để giúp đỡ cho chúng ta thấy được 12 người này cộng với lại sứ đồ Phaolô, thì chúng ta thấy rằng việc kế tiếp diễn ra sau khi ông mang họ về tường trường Tirano để dạy dỗ họ lời của Chúa, thì chúng ta thấy câu số 10 chép việc này tiếp tục trong 2 năm. Rồi chúng ta để ý đến chữ đến nổi ở tại đây. Cảm ơn Chúa, trong vòng 2 năm thôi thì cái kết quả lan rộng ra, bởi vì họ học lời của Chúa có nguyên tắc, có hệ thống, chứ không phải học lẩm bẩm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà chính vì việc đó xây dựng họ được vững vàng trong Chúa. Và cái kết quả đó là chỉ trong vòng 2 năm thôi thì đạo của Chúa đã mọi người ở Asia, cả người Do Thái là người Hy Lạp đều được nghe đạo của Chúa. Một cái sức mạnh lan tràn rất là mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Sự phục hưng ở tại Ephesus là sự phục hưng lớn nhất trong chức vụ của Phaolô, đã lan rộng cả vùng của thế giới như lời của kẻ chống đối là Demetrius, xúc động quần chúng để chống lại ở trong cái cuộc nổi loạn đó. Thì Demetrius đã nói như thế này trong công vụ chương 19 câu 26 đến 27. Nhưng các bạn đã thấy và nghe, không những tại Ephesus mà hầu như cả Asia, tên Phaolô này đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc. Nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần. Câu 27. Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền của đại nữ thần Diana cũng bị khinh thường. Rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn cõi Asia cùng cả thế giới tôn kính đều sẽ tiêu tan. Chúng ta thấy cái sức mạnh ở tại đây thì tà đạo, để chúng ta không thể nào làm cái gì khác hơn được là phải đối phó với nó bằng chính lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Chúa là chân lý để soi sáng cho và giúp đỡ cho người ta có thể nắm bắt được. Thì Demetrius đã nhìn nhận cái công việc của sứ đồ Phaolô, thì ông đã khuyến khích cho người nghe ông bằng một cái lẽ thật rất là quan trọng, đó là hình tượng bởi tay con người làm ra chẳng phải là các thần. Chuyện đơn giản với anh chị em, tôi nhắn cho chúng ta ngày hôm nay, bởi vì chúng ta đã biết lời của Chúa. Chứ hồi xưa trước khi biết lời của Chúa đó, thì tượng thì người ta tin rằng nó linh thiêng lắm. Mặc dù nó là cục đất sét, nhưng mà không nói rằng mình bỏ tiền ra để mua về, nhưng mà mình thỉnh nó về. Cái chữ thỉnh ở tại đây là long trọng lắm á. Thỉnh nó về. Rồi chúng ta thấy là người ta làm một cái nơi cao để nó lên và người ta thờ lại. Thì nếu mà người ta hiểu ra rằng những cái hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần đó, thì chúng ta thấy rằng người ta sẽ không làm. Nhưng mà ở dưới cái tầm ảnh hưởng của nó, khiến cho người ta thấy nó là thần chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà trong trường hợp ở tại thành Ephesus tại đây, thì cái hình tượng mà người ta đa số thờ lại đó là do nữ thần Diana. Đức Thánh Linh đã giải phóng nhiều người để họ tự do thờ lại, đã từng thờ lại một cái nữ thần được tôn kính nhiều nhất ở mọi nơi, mọi thời đại từ trước cho đến bây giờ, đó là nữ thần Diana. Người ta tin đó là vợ và là mẹ của Nimrod. Bây giờ chúng ta học ở trong Cựu Ước, chúng ta có thể nghe và nhắc đến cái tên này, được biết đến nhiều nơi trên thế giới bằng nhiều tên khác nhau. Ở tại Ai Cập nó là Iris, ở tại Ả Rập nó là Lạt và Kubala, Sebele, Hepba và Artemis ở Anatolia và Dian ở La Mã. Và chúng ta thấy Việt Nam của chúng ta bây giờ cũng có hai nữ thần này, Quán Âm Bồ Tát và Maria. Đây là một trong những cái tôi tin rằng sự lan tràn của việc người ta thờ lại một cái nữ thần như vậy. Bởi vì một trong những danh xưng khác của Dian đó là Thánh Mẫu. Nghe quen không chứ? Hay là Nữ Vương trên trời. Người ta tin rằng tượng của Diana từ trời rơi xuống. Chúng ta xem công vụ chương 19 câu 35. Lúc ấy ông thư ký thành phố bảo dân chúng yên lặng và tuyên bố:
Thưa đồng bào, Ê-phê-sô, ai lại không biết thành Ê-phê-sô là người canh giữ đền thờ của đại nữ thần Đi-an và tượng của nữ thần từ trời giáng xuống sao? Ok, quê của tôi thì cũng có cái bà chú xứ, cũng có một cái xuất xứ giống như vậy. Đó là có một cục đá từ trời rớt xuống ở trên núi Sam, mà người ta kêu gọi phải bao nhiêu những người trai, những người trẻ mà còn đồng trinh thì mới có thể lên để mà khiêng tượng bà xuống. Mặc dù nó chỉ là cục đá thôi, rồi người ta khiêng xuống có thể di chuyển được cho đến khi đến nơi mà bà muốn ở đó lâu dài, thì thình lình cái cục đá nó trở nên rất là nặng, người ta không khiêng được nữa. Rồi người ta lấy xi măng, người ta tô lên, rồi đánh phấn thoa son, đội mão miệng cho, gọi là bà chú xứ của núi Sam. Thì chúng ta thấy cũng có những cái kỳ tích. Như trong trường hợp ở tại đây của Đi Anh thì chúng ta biết rằng người ta nói rằng tượng này từ trời rớt xuống. Chính những điều đó nó tạo nên trong cái tấm lòng của người tin có một cái gì đó kỳ bí về việc này. Vì chúng ta để ý đến chức vụ của sứ đồ Phaolô được Chúa Ngài dùng trong quyền năng của Đức Thánh Linh để bẻ gãy cái ảnh hưởng của Đi Anh ở trên lòng của người ta. Thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đã được Chúa Ngài sử dụng để có thể rao giảng đạo của Chúa và thi thấu quyền năng của Ngài, đem lại một cái sự phục hưng trong chức vụ Phaolô là lớn biết bao. Bởi vì chúng ta biết rằng không thể nào có thể đánh hạ được cái tà linh người đàn bà này, nữ thần này, trừ trường hợp chúng ta thấy được ảnh hưởng bởi sự phục hưng của đạo của Chúa, lan rộng ra trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Và trong phần thánh này thì chúng ta thấy Ê-phê-sô người ta đem đốt những cái sách vở, những cái tài liệu mà tượng chạm đó. Thì công vụ chương 19 câu số 19 cho chúng ta thấy một cái số tượng cũng khá đặc biệt ở tại đây. Có một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt ở trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Và chúng ta nhớ là gần 2.000 năm về trước. Đây là một số tiền tính lại rất lớn tính theo sờ giá của ngày hôm nay. Thì như vậy chúng ta thấy rằng người ta chẳng những bỏ quay trở lại cùng Chúa mà họ cũng giải nghệ luôn. Bởi vì họ được thuyết phục một cách sâu xa Đi Anh không phải là chân thần, mà họ đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống và trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Thì chúng ta thấy rằng có một cái sự thay đổi lớn như vậy. Cảm ơn Chúa. Phục hưng sẽ đem lại một quốc gia trở về chánh đạo, sẽ có cùng một ảnh hưởng như đã xảy ra tại Ê-phê-sô. Chúng ta cầu nguyện điều này, xin Chúa nghe ban ơn. Trong một khải tượng năm 2005, khi tôi ngồi ở trên một chuyến xe bus, quan sát thấy người Indonesia lũ lượt kéo vào trong sân vận động bóng đá quốc gia của họ. Trên 120.000 người đi vào để tham dự buổi cầu nguyện đó. Và nối kết luôn trên 900 thành phố để người ta có thể nhóm lại để thờ phượng. Thì ngay trong lúc tôi đang ngồi đó thì Chúa cho một ngày thì dân tộc Việt Nam của chúng ta, người ta sẽ rời đình miếu chùa chiền để kéo vào nhà thờ. Bởi vì có một cái sự thuyết phục rất là lớn, đó là đạo của Chúa là đạo quyền năng. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho để điều này sẽ xảy ra cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã bắt đầu. Ở miền Tây bây giờ người ta nói rằng đạo Tin Lành của Chúa là Tin Lành quyền năng. Cảm ơn Chúa. Bởi vì người ta chứng kiến rất là nhiều điều lạ lùng mà Chúa Ngài đã làm. Cảm ơn Chúa. Tối hôm Chủ nhật anh Sơn có làm chứng thêm một câu chuyện khác mà chúng ta đã nghe. Đó là khi những người mà bác sĩ và bệnh viện đã chê rồi, thì thay vì cho họ về nhà thì người ta thường giới thiệu cho họ, tại như là còn nước còn tát, đó là đưa đến nhà thờ Tin Lành. Vì tại đó người ta sẽ cầu nguyện cho quý vị có thể được lành. Mà có nhiều trường hợp họ đã sử dụng xe cứu thương của bệnh viện để chở những con người này đến bệnh viện. Cảm ơn Chúa. Đoàn của chúng ta đã chứng kiến là người ta chở một cái người sắp xếp là không hơi thở đã rất yếu rồi, đến khách sạn chỗ mà chúng ta tổ chức đạo, xe cứu thương của bệnh viện chở bệnh nhân đến điểm nhóm của người Tin Lành của chúng ta. Anh chị em thấy đó là điều mà trong công vụ chương 19 này đã thể hiện. Thì chúng ta cũng có cơ hội để nếm trải, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngày mở rộng càng hơn ở trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta về hội thánh Thiên Ái, chúng ta cũng sẽ nghe những câu chuyện như vậy làm chứng lại. Rồi những người được chữa lành đó, họ tình nguyện ở lại nấu cơm, chuẩn bị thức ăn cho những người khác
đang nằm đó để chờ hội thánh cầu nguyện để nhận cái sự chữa lành. Bởi vì hầu như hàng ngày thì từ bệnh viện ở gần đó, người ta cho xe cứu thương chở người qua, hoặc là cho những người thân nhân địa chỉ để họ đem xuống xuồng, xuống tâm bản để ghé ở trước. Bởi vì trước cái nhà thờ Thiên Ái thì có một con rạch mà người ta đã đem những người bệnh lên. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì những công việc như vậy đã thể hiện, và rất là nhiều người đã được chữa lành trong cái cơ hội cuối cùng của họ đó. Cảm ơn Chúa nhờ vì đạo của Chúa, mà hội thánh của Chúa cũng đã làm một cách liên tục. Nó không phải lởm chởm, nhưng mà thường xuyên đến độ cái tiếng đồn nó đồn ra tới bệnh viện, và người ta thấy rằng rất là nhiều người đã được kết quả, đã được lành, cho nên họ đã giới thiệu. Cảm ơn Chúa. Và một cái điều khác nữa chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ngài cho, đó là các tài xế taxi. Nếu chúng ta đến thành phố Cà Mau và chúng ta gọi một chiếc xe taxi và nói rằng chở tôi đi đến nhà thờ Tin Lành, thì họ sẽ đặt câu hỏi là Tin Lành chữa bệnh hay là Tử Lành không chữa bệnh. Họ biết rõ như vậy, và họ sẽ đưa đến một cách chính xác. Tài xế taxi, tài xế xe đò, những người của bệnh viện, những nhân viên của bệnh viện, họ thấy được cái niềm hy vọng cho những con người đã được y khoa cho biết là y khoa không còn giúp gì họ. Không còn có cái gì y khoa, bác sĩ, thuốc men có thể giúp cho họ được. Nhưng người ta lại tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể làm được công việc đó. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa ngài cũng sẽ làm việc với chúng ta trong ơn của ngài, bởi vì chúng ta thấy những điều đã diễn ra trong cuộc đời và chức vụ của sứ đồ Phaolô, mà chúng ta thấy lời của Chúa ghi lại cho chúng ta một cách hết sức là được khích lệ tại đây. Đó là Thánh Linh Đức Chúa Trời cậy tay Phaolô để làm những phép lạ lớn lao. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài cho để điều này cũng sẽ thể hiện ra một cách lớn lao ở giữa chúng ta, hội thánh của Chúa ngày hôm nay. 19 từ câu 11 đến 12. Đức Chúa Trời dùng tay Phaolô làm các phép lạ phi thường. Phép lạ đã lạ rồi mà còn thêm chữ phi thường, bởi vì nó rất là đặc biệt. Câu 12. Đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng của ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Cảm ơn Chúa. Trong kinh nghiệm của cá nhân tôi thì đã thấy được những việc tương tự như vậy xảy ra. Thì anh chị em chúng ta trong những ngày đại hội, anh chị em không lấy làm lạ thì thấy có những con gái của Chúa họ đến dự đại hội, họ có người thân thương không có cơ hội đến dự đại hội, cần được chữa lành, cần được giải cứu. Thế nên thường là họ mua những cái chiếc áo thun của đại hội, họ đem vào và nhờ chúng tôi đặt tay truyền tải cái sự sức dầu của Chúa ở trên vật thể này. Vậy trong trường hợp của sứ đồ Phaolô tại đây, chúng ta thấy rằng trên khăn và áo của ông. Thì cảm ơn Chúa, tôi thấy được anh chị em chúng ta làm chứng lại cái kết quả của việc những cái chiếc khăn và những chiếc áo này đã đem lại sự chữa lành cho những người thân thương của họ. Giải cứu, có một bà mẹ, có một người con trai nghiện chơi video game hơn 6 năm nó không đi ra khỏi phòng của nó. Gia đình chỉ có giống như cho ăn, nó giống như đi thăm tù, đem một cái mâm thức ăn đến gõ cửa ngay chỗ cái cửa phòng của nó rồi bỏ đi. Thì chút sau nó mở cửa ra, nó bưng cái dĩa thức ăn vô ăn. Nó giấu mình ở trong cái phòng đó hơn 6 năm không bước ra. Rồi cảm ơn Chúa, thì người mẹ thấy có một sự hướng dẫn từ Chúa trong lòng của mình, một ý tưởng là mua một cái bộ ra giường và đem đến nhờ chúng tôi đặt tay cầu nguyện. Một điều rất là kỳ diệu xảy ra là khi bà về đến nơi, bà vào và bà thay cái ra giường đó, thì người con trai của bà nằm ngủ tối đêm đó, sáng hôm sau thức dậy mắt nó mở ra như là bừng tỉnh sau một cái cơn giấc ngủ mê của nghiện video game. Em đi ra và đem hết tất cả những cái video game console hơn 5.000 Mỹ Kim đập phá và tiêu diệt hết. Rất là cảm ơn Chúa vì những chuyện như vậy vẫn còn xảy ra trong ngày hôm nay. Bởi vì Chúa có thể dùng Phaolô và Chúa cũng có thể dùng chúng ta. Và cái điều làm cho Phaolô có thể được Chúa ngài sử dụng như vậy thì chúng ta thấy ở tại đây, khi chúng ta hội đủ điều kiện, Chúa cũng có thể sử dụng chúng ta. Vì Đức Chúa Trời ngài không tay vị,
Ngài làm cho một người, Ngài cũng làm cho mọi người. Khi chúng ta hội đủ điều kiện, Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm việc với chúng ta. Trong trường hợp tới đây, Chúa cậy tay follow. Đây là một cái từ mà chúng ta thấy hơi lạ phải không? Chúa cậy tay follow, đây làm các phép lạ phi thường. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta thấy rằng ông follow không có mặt ở tại đó. Nhưng mà anh em lấy áo và khăn của ông đem đắp ở trên người bệnh, trên người bị quỷ ám, thì họ được tự do, họ được sự chữa lành. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban phước để mức độ của sự chữa lành có thể thể hiện ra một cách lớn lao như vậy ở trong ơn của Chúa. Đó là một điều khác nữa. Càng học công vụ các sứ đồ và học về lịch sử của hội thánh của Chúa, tôi càng được thuyết phục không có cách nào khác anh chị em. Ngày hôm nay người ta nhờ cậy vào trong những cái phương pháp của con người, nhưng mà đạo của Chúa luôn luôn là muốn được phát triển và mở rộng một cách ảnh hưởng lớn lao như vậy thì phải có dấu kỳ phép lạ cặp theo. Họ đến bằng việc được báp têm trong Đức Thánh Linh. Cho nên xin Chúa Ngài cho để tôi hôm nay chính chúng ta cũng được thuyết phục. Tại chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài khôn hơn chúng ta nhiều, và Ngài đã chọn như vậy. Tôi cũng đã đọc hết Kinh Thánh và nghiên cứu thì thấy rằng không có cái giai đoạn cuối mà Đức Chúa Trời nói rằng các con ơi, bây giờ chúng ta phải relevant, chúng ta phải gần gũi và thực tế đối với cái nhu cầu của con người ngày hôm nay. Cho nên cái việc báp têm Đức Thánh Linh, cái việc mà thi thố quyền năng trong việc chữa lành giải cứu đó, những chuyện đó là chuyện của thời cổ xưa. Bây giờ nó lạc hậu rồi, nên các con bây giờ phải làm phương pháp mới. Không. Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài đã truyền lệnh cho hội thánh của Chúa phải ở lại thành Jerusalem, đảm bảo được nhận điều cho hứa, rồi ra đi trong quyền năng của Chúa. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, bắt đầu làm chứng về ta tại Jerusalem, tức là cái nơi gần gũi nhất mà các sứ đồ đang sống, tăng sinh hoạt. Hội thánh đầu tiên đã được thành lập, cả xứ Giu-đê lan rộng hơn, rồi chúng ta thấy xứ Samari, rồi đi xa hơn cái vòng tròn đồng tâm này đó, đến tận cùng thế giới. Thì Chúa Ngài không nói rằng chỗ này thì các con làm được điều này, còn chỗ kia thì các con phải đổi phương pháp. Không, Đức Chúa Trời chỉ có một phương pháp thôi. Xin Chúa cho để điều này nó thuyết phục ở trong tấm lòng của chúng ta, để chúng ta rồi cũng sẽ quan tâm như Phi-rơ và Giăng, như các sứ đồ còn ở lại Jerusalem, cũng như là trong trường hợp của sứ đồ Phaolô trong công vụ chương 19 này. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta đi vào ít nhất là 5 điều, 6 điều mà chúng ta cầu nguyện buổi tối hôm nay. Phục hưng đã bắt đầu khi Phaolô giúp điều chỉnh đức tin và đặt tay trên 12 môn đồ. Cả 12 người đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, nói tiếng mới và tiên tri theo như công vụ chương 16 câu 6 đến câu 7. Chúng ta cầu nguyện xin một sự tuôn đổ tươi mới Đức Thánh Linh để VBC Houston được sử dụng một cách lớn lao. Xin Chúa Ngài cho, để chúng ta sẽ tha thiết và mong đợi Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong mức độ mà Chúa Ngài đã làm. Thứ hai, Phaolô giảng dĩ giảng dạy trong nhà hội trong 3 tháng, cho đến khi những người chống đối ra mặt. Ông đã đem các môn đồ đến trường Tirano, ở đó ông đã dạy dỗ trong 2 năm. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban một tấm lòng chịu học hỏi và chịu huấn luyện trên VBC Houston của chúng ta. Ngày hôm nay mình nói chuyện, chúng ta mở một cái cuối tuần để dạy một cái môn nào đó, thì chúng ta thấy rằng đã có cái sự chống đối rồi. Mà đây chúng ta thấy là bao nhiêu lâu anh chị em? Trong 2 năm. Mà chúng ta thấy dường như là hàng ngày. Tôi biết họ đi làm xong rồi buổi tối về thì follow dạy đạo của Chúa, dạy lời của Chúa cho họ. Chúng ta không biết cách nào. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây là đây là những con người có tấm lòng chịu học hỏi. Tiếng Anh dùng chữ là bendable, tức là những người mà có thể uống được, bẻ cong được, để rồi họ unbreakable, họ không bị bẻ gãy. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người đời sống bị gãy đổ một cách rất là dễ dàng, bởi vì thiếu cái tinh thần chịu học hỏi lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ khiến cho chúng ta đứng vững ở trong ơn của Ngài. Thứ ba, chúng ta thấy những phép lạ khác thường và sự chữa lành đã xảy ra ở trong công vụ 19 câu số 12. Chúng ta cầu xin Chúa cùng làm việc, cậy tay VBC Houston để làm những phép lạ khác thường hay là phi thường. Amen anh chị em. Anh chị em dám xin điều Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, Chúa cho họ thấy tất cả những ai không có một mối liên hệ thật với Đức Chúa Giêsu thì không có quyền ở trên quỷ, và các quỷ đã đánh đập và thắng những người mạo danh Đức Chúa Giêsu mà trị nó, như trường hợp của bảy con trai của thầy tế lễ Seva đã tìm cách đuổi quỷ. Quỷ đã nhạo báng chúng ở trong công vụ chương 19 câu số 15, song quỷ dữ đáp lại rằng: "Ta biết Đức Chúa Giêsu, ta rõ Phaolô là ai,
Nhưng các ngươi là kẻ nào? Tại vì họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà Phao-lô rao giảng để trị quỷ. Cả hai đều là tinh hành lang không ạ, chứ không phải kinh nghiệm một cách cá nhân. Danh của Chúa là danh quyền năng, nhưng mà phải là những người con Chúa, những người có một mối liên hệ mật thiết, một cái mối quan hệ thật, rất thật với Chúa, chúng ta sử dụng thì quỷ nó mới sợ. Thế quỷ nó trả lời, nó nói rằng Đức Chúa Giê-xu ta biết. Chúng ta thấy như trong trường hợp ở trong Mác chương 5, quỷ thấy Đức Chúa Giê-xu đi đến thì nó ở trong cái người bị quỷ ám đó, nó la lên, nó thấy Ngài đến để làm khổ chúng tôi trước giờ chúng tôi sao? Tôi biết Thầy là con của Đức Chúa Trời. Nó biết Đức Chúa Giê-xu rất rõ, quỷ nó biết Chúa Giê-xu bởi vì chắc chắn nó phải biết Ngài rồi. Phao-lô thì nó cũng biết rõ Phao-lô, vì đây là tôi tớ của Chúa, đây là môn đồ và sứ đồ của Chúa, được Chúa chọn để sai phái đi ra để đem tin lành của Chúa đến cho dân ngoài. Thì quỷ ở tại đây chúng ta thấy nó hỏi một cái câu hỏi rất là ý nghĩa tại đây. Ta biết Đức Chúa Giê-xu, ta rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? I don't know you. Ở chỗ này thì tôi thường kể cho anh chị em cái câu chuyện mà lúc đầu đó chưa hiểu tới cái sức mạnh của cái điều mà ma quỷ nó thấy ở đây. Thì tôi ban đầu cũng hơi buồn khi chúng tôi dự đoán là mình có thể thăm dự vào trong một cái ca đuổi quỷ đầu tiên. Việc này xảy ra vào năm 1987. Thì tôi chạy đến với mục sư Eddie Smith. Tôi sắp sửa đối diện với một ca giải cứu và tôi chưa có kinh nghiệm trong việc này, xin ông cầu nguyện cho tôi. Ông lại đây, ông nắm tay tôi cầu nguyện. Thầy Chúa, xin khiến cho cả quả ngục nó biết Quỳnh Quốc Khánh là ai. Amen. Tôi thấy nó không cầu nguyện cái gì ly kỳ. Chúa sức giàu, Chúa ban ơn, Chúa ban thẩm quyền. Mà đây là một cái sự thật rất là thật, phải không? Chúng ta sẽ hiệu quả trong công việc chúng ta trị quỷ khi tất cả các quỷ ở trong quả ngục nó biết chúng ta là ai. Bởi vì khi chúng ta, nó biết chúng ta, nó biết Đấng Christ đang ở trong chúng ta đuổi nó mới đi. Cho nên ông cầu nguyện điều đó. Ngắn gọn, tôi bước đi ra về. Ngày hôm đó cũng buồn trong lòng, tưởng ông cầu nguyện cho mình cái gì, mình đi tìm ông để nhờ cầu nguyện. Ông cầu nguyện có một câu hết sức ngắn như vậy, nhưng mà càng suy nghĩ càng thấm thía. Ông cầu nguyện cho điều mà tôi thật là cần. Bởi vì trừ trường hợp nó biết tôi là ai trong Đấng Christ thì tôi mới có thể kết quả được trong việc trị quỷ này. Tôi cầu nguyện điều đó cho anh em. Chúa ngài cho được tất cả chúng ta, con cái Chúa của VBC Houston, chúng ta khi nói đến mình là người đi sinh hoạt trong hội thánh VBC Houston, anh em của chúng ta nhiều nơi trên thế giới, họ đã biết cái mức độ và khả năng của anh em rồi. Có nhiều người về kể lại cho tôi khi đi đến một cái thành phố khác, đi vacation, đi thăm gia đình, đi nhóm lại ở một cái hội thánh địa phương. Người ta hỏi gì chứ ở tại Houston đi nhóm ở đâu? Nói chỗ của mục sư Quỳnh Quốc Khánh của VBC Houston. Họ nói ô tốt quá, tí nữa mời anh cầu nguyện nha. Nếu chúng ta được biết là thuộc viên của VBC Houston mà đã có cái tốt đẹp như vậy, chúng ta cầu nguyện xa hơn nữa. Chúa cho tất cả chúng ta, VBC Houston của chúng ta đều được biết là chúng ta có một mối liên hệ rất thật với Đức Chúa Giê-xu. Thật đến độ quỷ nó biết chúng ta là ai. Ta biết Đức Chúa Giê-xu, ta rõ Phao-lô là ai. Trong trường hợp của bảy con trai của Thầy Tế Lễ tại đây. Bảy con trai của Thầy Tế Lễ chứ không phải là con trai thường, nhanh chưa? Nhưng mà chức Tế Lễ hay là con của mục sư không đem lại hiệu quả trong việc trị quỷ. Nhưng mà phải là những người có một mối liên hệ mật thiết với chính Chúa. Và thế giới tối tăm nó phải biết chúng ta là ai. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, chúng ta cầu nguyện. Điều này đã khiến nhiều người đến với Đức Chúa Jesus Christ và họ đốt những sách vở của tà đạo trị giá lên đến 50.000 đồng bạc. Chúng ta cầu nguyện xin sự phục hưng càn quét công việc của tà đạo. Cảm ơn Chúa. Để những điều mà chúng tôi đã từng bận rộn trước đây, Chúa sẽ cho chúng ta bận rộn trở lại. Đó là chúng tôi phải đi vào dọn dẹp những cái tiệm, những cái cơ sở làm ăn của anh chị em của chúng ta. Hạ những cái bàn thờ, hủy diệt những cái lá bùa. Bởi vì người ta thấy quyền năng của Chúa cao hơn những gì họ nhờ cậy.
Trong trường hợp tới đây thì chúng ta thấy người ta đem đốt những cái sách vở của tà đạo, giá lên đến 50.000 đồng bạc. Xin Chúa cho điều này cũng sẽ xảy ra. Cảm ơn của Chúa. Amen anh chị em. Chúa cho để chúng ta được biết đến ông Hồ Thánh mà chúng ta đã dẹp được nhiều bàn thờ nhất. Cái này có nghĩa là chúng ta đã giúp đỡ cho rất là nhiều người, họ từ bỏ hình tượng mà trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, ngọn lửa đốt những rác rến này đã tạo nên một cuộc nổi loạn. Những người thợ bạc đúc tượng của nữ thần Diana thấy công việc của mình bị đe dọa đã gây loạn. Nhưng mà một cuộc phục hưng lớn luôn tạo nên nhiều xúc cảm và vang động. Thật là không thể nào có thể che giấu được một cuộc phục hưng. Satan cũng không dễ dàng ngăn chặn được sự phục hưng từ nơi Chúa. Điều duy nhất có thể giết chết sự phục hưng đó là các thánh đồ đã bỏ tình yêu ban đầu. Vì chúng ta thấy trong vòng một thời gian ngắn 30 năm sau thì Chúa Giêsu Ngài đã có thư tín của Ngài cho 7 hội thánh ở trong sách Khải Huyền đó. Thì thành phố Ê-phê-sô lúc bây giờ được biết và được thấy ảnh hưởng đạo của Chúa ra cho khắp cả xứ A-si, mọi người đều được nghe đạo của Chúa. Thì 30 năm sau Đức Chúa Giêsu Ngài đã khiển trách hội thánh này ở tại Ê-phê-sô trong Khải Huyền chương 2 câu 2 đến câu số 5 là họ đã bỏ tình yêu ban đầu. Như tôi nói lúc đầu, cái việc bỏ tình yêu ban đầu, việc chúng ta đi thối lui, việc rất dễ xảy ra. Mà cảm ơn Chúa, Chúa cũng biết điều này, Ngài cho ghi lại những phần này trong Kinh Thánh để giúp cho chúng ta những nguyên tắc để chúng ta trở lại. Để chúng ta thấy mình đã yếu đuối ngủ lạnh, quay trở lại. Thấy mình đã xa cách Chúa, quay trở lại. Thế không vì nhu cầu đòi hỏi mà mình tham chiến trong một cái ca trị quỷ thì nó có thể nó đánh mình tơi tả, bởi vì hồi trước là có kết quả. Hồi trước đi chung như một sư khánh thấy đuổi có kết quả. Nhưng mà bây giờ mình phải tự giải quyết vấn đề này. Mà mình không có mối liên hệ mật thiết với Chúa đó, thì coi chừng chúng ta có thể bị tấn công. Cho nên chúng ta cẩn thận, cũng như cầu nguyện xin Chúa nhà ban phước trên chúng ta. Chúng ta thấy Demetrius gây rối loạn. Ông thấy cái nồi cơm của mình bị sư đồ Phaolô phá. Và cái nghề của anh là đúc tượng đi anh. Bây giờ Phaolô, ông đã giảng đó là những cái hình tượng con người làm ra không phải là thần. Thì ông xách động quần chúng là phải tấn công cái nhóm người này. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cũng đã dùng một người để đứng lên giúp đỡ cho họ. Giúp đỡ cho hội thánh của Chúa. Ông thư ký của thành phố đó. Và ông truyền lệnh cho dân chúng đừng có nổi loạn nữa. Bởi vì coi chừng cái trách nhiệm của chúng ta đối với đế quốc La Mã thì mình sẽ gặp trở ngại lớn. Cho nên ai có trách nhiệm, công việc nào thuộc về người đó. Và đám đông không còn nổi loạn nữa. Cảm ơn Chúa. Câu 20 cho chúng ta thấy, xin lỗi, câu 1 chương 20 chúng ta thấy, khi sự rối loạn đã yên, Phaolô mời các môn đồ đến để khích lệ họ, rồi chào từ giã mà lên đường đi Macedonia. Xin Chúa ban phước để cuộc phục hưng này. Chúa nghe nhắc nhở chúng ta những nguyên tắc quan trọng này. Chúng ta cầu nguyện tha thiết. Nhắc lại, thứ nhất chúng ta cầu nguyện xin một sự tuôn đổ tươi mới của Đức Thánh Linh của Chúa trên VBC Houston của chúng ta. Chúa nghe làm để không phải là một số người, nhưng sẽ là đa số. Và ước mơ của tôi là tất cả. Già trẻ gì cũng kinh nghiệm được bắt tem trong Đức Thánh Linh. Thứ hai chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban một tấm lòng chịu học hỏi, chịu huấn luyện. Chúa nghe giúp đỡ. Có điều này tôi trình bày để khích lệ anh chị em. Đó là tối thứ tư trong chương trình huấn luyện của Hội Thánh. Đó là một trong những phần của trường mục vụ mà chúng tôi luôn luôn soạn bài cũng như là dạy dỗ. Tôi dành nhiều thời giờ hơn để soạn bài tối thứ tư hơn là ngày Chủ nhật và thứ ba. Và đối với tôi đây là việc rất là ưu tiên, vì tôi hiểu nguyên tắc của cốt lõi của cuộc phục hưng mà Chúa Ngài đã sử dụng sứ đồ Phaolô và những người cộng sự của ông tại thành Ê-phê-sô này. Chỉ trong 2 năm thôi. Anh chị em thử hình dung, chỉ trong 2 năm. Nếu mọi người đều chịu tha thiết, chịu huấn luyện, chịu học hỏi, thì chúng ta sẽ có những cái sứ điệp và có những nền tảng rất là vững chắc để chúng ta có thể mở rộng đạo của Chúa. Chúng ta không biết là Asia trong lúc bây giờ có bao nhiêu triệu người. Nhưng mà trong 2 năm, vừa học lời của Chúa, vừa thực hành lời của Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều có cơ hội nghe đạo của Chúa. Cái sức mạnh của việc được huấn luyện và ra đi thì chúng ta thấy rằng nó rất là lớn. Nên xin Chúa nghe ban ơn anh chị em tha thiết cầu nguyện với tôi
cho chính mình và cho hội thánh của Chúa. Chúa ngài tạo nên một nhóm người trong VBC Houston là những người có tấm lòng chịu học hỏi và chịu huấn luyện. Ai mà chịu học hỏi, chịu huấn luyện thì người đó có thể được sự chú ý và giúp đỡ của tôi, bởi vì tôi tập trung vào để mà giúp đỡ cho những người hiếu học. Không có gì mà làm cho mình buồn cho bằng mình chuẩn bị tài liệu giúp đỡ mà đem đút cho anh em ăn mà anh em cứ lè lưỡi không chịu ăn. Anh chị em có những ngày mà chúng tôi thức trắng đêm nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi để trang bị cho anh chị em lời của Đức Chúa Trời. Và cho nên khi thấy có những người hiếu học, những người yêu mến lời của Đức Chúa Trời thì chúng tôi được khích lệ lắm. Vì từng hồi từng lúc, một trong những cái món quà thuộc linh mà Chúa ngài ban cho, cái phần thưởng thuộc linh Chúa ban cho là các anh chị em của chúng ta lên tiếng. Thế nào bài giảng, bài dạy, bài huấn luyện của mục sư là giúp ở cho đời sống cá nhân của tôi. Thì cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ có những con người này trong hội thánh của Chúa. Yeah. Tôi không nói như là một cái sự kiêu ngạo, nhưng mà Chúa đang cho chúng ta có lời. Chúa đang cho VBC Houston của chúng ta cái lời tiên tri là từ cái bục giảng này những dòng sông sẽ đổ ra để đem lại phước hạnh của Chúa cho nhiều dân tộc. Thì xin Chúa nghe cho để con cái của Chúa thuộc về VBC Houston tại đây đa số sẽ là những người trân quý những gì được Chúa nghe tuôn đổ qua bục giảng này. Tại vì có như vậy chúng ta mới có thể được phước của Chúa cách tối đa. Chúa ngài muốn chúng ta được trang bị với một cái mục tiêu: hôm nay học để ngày mai chúng ta giúp đỡ cho người khác, để chúng ta dạy dỗ lại cho người khác, để những gì đã diễn ra tại trường Tirano cũng sẽ diễn ra ở trong những ngày này ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Những lời này sẽ đốt thêm nhiên liệu cho chúng ta, đốt cháy ở trong chúng ta cái lòng nhiệt thành cầu nguyện cho công việc của Chúa, để các cuộc phục hưng mà chúng ta thấy từ công vụ chương 2 cho đến công vụ chương 19 này, Chúa ngài sẽ thôi thúc ở trong chúng ta sự khao khát. Tôi chia sẻ điều này như là cho anh chị em ăn khai vị đó, để kích lệ anh chị em. Nhưng mà cái việc tôi dắt anh chị em đi nơi xa nhất mà tôi có thể dắt được, còn cái phần cá nhân của chúng ta với Chúa thì tôi không làm được cho anh chị em, mà chỉ biết cầu nguyện và mong đợi. Vì nếu có nhiều người khao khát Chúa hiệp lại với nhau, Chúa ngài sẽ làm những việc lớn của ngài. Bởi khi chúng ta khao khát Chúa, chúng ta gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, Chúa đốt lên một cái đốm lửa ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhiều đốm lửa này được Chúa ngài đẩy và chúng ta đứng chung lại với nhau thì sẽ là một trận cháy lớn. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.